Chào anh em đang xem miền Tây Sula. Bữa nay là tối ngày thứ hai, ngày 2 tháng 5 2022 nha anh em. Thì qua những ngày kia mình không có thời gian để gói đèn, thì bữa nay mình lại tiếp tục gói mọi người. Mấy ngày lễ thì ai cũng bận rộn những công việc khác, cho nên là bưu điện cũng vậy anh em. Bưu điện mấy ngày lễ nó cũng hạn chế nhận hàng, cho nên là mình cũng còn ứ là một số đơn hàng. Bữa nay tiếp tục mình lại gói gửi cho anh em ha. Thì trước mắt anh em là những cái đèn ốp trần ha, ốp trần ở đây chiều giờ gói ốp trần rất là nhiều, mấy cục ốp trần không mọi người. Thì ở đây tiếp tục mình lại gói ốp trần, một cái 300W, ốp trần 300W 750, và một cái ốp trần 400W với giá là 850, để gửi cho anh Nguyễn Thị Thu Trang. Này có nữ nữa, Nguyễn Thị Thu Trang ở số 19 Bến Lớn, khu phố 3, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương ha. Khu phố 3 Tân Định, Bến Cát, Bình Dương. Thì chị đặt một cái ốp trần 300 và một cái ốp trần 400. Thì nhân tiện đây thì mình sẽ đây, JD 300 nè. Còn bên đây là JD 400 ha. Hai cái nằm kế nhau cho anh em tiện theo dõi và so sánh. Nó cách nhau là 100 ngàn, 750 và 850. Thì nó cách tiền thì hiển nhiên là nó cũng khác nhau vì độ lớn cũng như là vì độ sáng mọi người. Thì bây giờ mình bắt đầu từ cái 300 đi, 300. Cái đường kính của cái vòng tròn này là 3 tấc 2 ha. Bộ pin lưu trữ là 15 ampere giờ. 15 ampere giờ, tấm pin sạc là 18W. Và nó có 300, 300 mấy chục. Nó có 328 con SMD 2835 ha. 328 con nha anh em. Nó chia làm 1 2 4 5 6 vòng tròn à. LED phân bố thành 6 vòng tròn nha. 6 vòng tròn. 1 2 3 4 5 6 vòng tròn. 328 con SMD 2835. Pin lưu trữ 15 bây giờ và tấm pin sạc 18W. Còn bây giờ cái anh của nó là cái 400. Tấm pin sạc này 25W. Tấm pin sạc 25W ha. Có 418 con 400 mấy, 418. Phải không? Đúng rồi. Cái kia là 328, còn cái nọ là 418. Rồi, cái này là 418 anh em. 418 con SMD 2835 nha. Nó chia làm 7 vòng, 1 2 3 4 5 6 7 ha, 7 vòng tròn LED. Và cái đường kính của cái vòng tròn này á là 3 tấc 6 nha. Còn anh này nãy là 3 tấc 2. Đó, nó bé bé hơn một tí anh em, còn cái này bự bự hơn một tí. Bộ pin lưu trữ hồi nãy anh này là 15, còn anh này là 20 ampere giờ. Thì cái 400 này thì hôm nay anh em mua cũng nhiều, và cái 300 thì mua cũng nhiều. Nói chung là những cái hàng mới này anh em ủng hộ nhiều lắm, cho nên là mấy cái này anh em nào mua thì cứ gọi là nhanh tay nha anh em, chứ hàng JD mà có gì đâu mà băn khoăn mọi người. Hàng JD lúc nào nó cũng chuẩn chỉ, chất lượng và ngon lành ha, phải nói là ngon lành. Dùng cái từ đơn giản nha cho anh em dễ hiểu ha, ngon lành cho anh em xài đó. Thì tại sao mình nói ngon mọi người? Trước khi mình đem về mình bán những cái này là mình đã lăn lộn, mình nghiên cứu bao nhiêu đêm rồi đó, cho nên là mình tìm cái hàng mà đem về bán là những cái hàng mà ok chất lượng nha anh em, chứ không có phải là đem anh em làm chuột bạch để thử đèn đâu anh em, không phải vậy đâu. Mình đã nghiên cứu rất là kỹ. Và như cái 400 này, hôm bữa có ông anh ở Bến Tre, anh Hùng, nhân tiện đây cũng nhắc anh Hùng luôn, hôm bữa anh Hùng có ghé đi xe hơi ghé nhà mình lấy một cái một thôi, ở về lắp cái 400 này nè. Và ảnh về ảnh lắp xong rồi ảnh chụp hình quay phim cho mình xem, và ảnh rất là ưng ý anh em. Anh Hùng ở Bến Tre ha, anh Hùng thì mua đèn biết nhiêu lần rồi nhưng mà gửi bưu điện, còn lần này là ảnh chạy xe ở Sài Gòn về ảnh bảo dưỡng xe, rồi ảnh ghé nhà mình ảnh lấy một cái này về ảnh thử đó. Thì ảnh thử chắc được rồi, chắc vài bữa nữa ảnh quay lại ảnh mua nữa thôi à. Đó, thì ảnh quay phim chụp hình gửi qua cho mình, ảnh khen hết lời. Cái 400 này ảnh nói là sáng ngoài sức tưởng tượng và ngoài sự mong đợi của ảnh luôn ha. Đó, thì cảm ơn anh Hùng rất là nhiều đã mua hàng và đã cho những cái lời gọi là động viên tinh thần kênh, cũng như là lời khen về đèn. Không phải ai khen thì mình cảm ơn, không ai ai chê mình không cảm ơn đâu anh em. Nhưng mà ai có góp ý là mình cảm ơn. Anh em nào xem kênh và có góp ý chân thành về kênh, về vấn đề này vấn đề nọ là mình vô cùng là cảm ơn luôn ha. Hôm bữa có mấy anh kia anh vô cũng góp ý này góp ý kia, mình rất là cảm ơn mấy anh. Mong rằng hẹn gặp lại mấy anh ở những cái chuyến hàng tiếp theo.
Cần gì thì cứ liên hệ mình ha, tất cả những đèn này mình đều còn hết á. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình on này. Đây. Rồi mình auto nè. Hai cái đèn này xài chung remote nha mọi người. Chung remote ha. Cái mạch sạc của nó giống nhau, chỉ khác ở này kia thôi chứ còn mạch sạc vẫn giống. On nè. Cháy 100% nè anh em, cháy 100% nè. Cháy 50 nè. Đó, anh em thấy cháy 50 nó lưu lại bớt không? Nè cháy 100 nè. Đó. Cháy 50 nè. Rồi ngoài cái vụ 150 nó còn tăng giảm độ sáng được nữa anh em, tăng từ bậc á. Giờ tăng hết cỡ nè, tăng lên nè, tăng lên nè, anh em thấy không? Tăng sáng hết cỡ nè. Tối hết cỡ nè, tối hết cỡ nè. Tối lại nè. Mỗi một lần nhấn cái là nó tối nè, nó tối hết cỡ là nó vậy đó anh em. Đó, thấy gớm không? Tối hết cỡ luôn là nó vậy đó. Đó rồi tăng lên nè, tăng lên. Mỗi lần mình bấm cái là anh em thấy nó phực sáng lên thấy không? Tăng từng nấc được nha. Cái này nó có khoảng cả chục nấc á. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đúng rồi, một chục nấc thiệt anh em. Đó, một chục nấc để tăng giảm độ sáng nha, bên đây với bên đây nè. Còn khi mà ta giảm rồi, ta muốn nó nhớ lại để ngày sau ta bắt lên nó sáng đúng cái đó thì nó có nút ở giữa memory nè, ha, nhớ lại nè. Đấy, đó, sáng hết cỡ nó vậy đó mọi người. Thấy sáng thấy ghê không? Rất là sáng luôn. Đèn vô cùng tuyệt vời nha anh em. Mua cứ gọi là nhanh tay chứ còn không có cái gì để lưỡng lự cái này đâu mọi người. 750, 850 giờ ta làm được gì anh em? Mua được những bộ đèn ngon lành, quá ngon, quá ok luôn. Đấy. Thôi bây giờ thì test đèn xong rồi, tâm sự cũng xong. Mình xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những cái đèn tiếp theo. Anh em mua hàng thì cứ gọi là nhanh tay nha mọi người. Những cái hàng như thế này bán đắt lắm anh em. Anh em nào mà nhà mà có cái ốp gì, có la phong rồi thì anh em ịn cái này lên thì khỏi chê rồi ha. Mà mình thấy giờ nhà ai cũng có la phong đó, cho nên giờ ai cũng cần mua đó. Vậy thì mỗi người mua một cái đi anh em. Đó, gia đình mỗi người một cái thôi chứ không cần nhiều. Mua một cái đi rồi xài thì cảm thấy ok rồi quay lại mua tiếp, chứ đừng mua lần nhiều quá, mua nhiều quá về mất công ân hận. Đó, mua một cái thôi về xài ok là bước tiếp ha, quất mạnh tay lên nè mọi người chứ để sau này hàng lên giá mất công nữa. Thôi xin chào anh em ha, anh em nào mua hàng liên hệ Zalo 0766874311 nha. Đấy, kênh mình lúc nào cũng đem về hàng chất và hàng rẻ để bán cho anh em nha.